Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10.000 đồng token VKF đã có in. Thì một số thông tin về đồng token này. Số thực công phát hành là 130 triệu. 130 tỷ nhé. Và đã có 927 tài khoản holder đã phát sinh 1.975 lượt giao dịch. Rồi, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimadrop.net. Nên truy cập vào website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn kéo xuống bên dưới, tìm tới cái hai bước trên website đây. Bước 1, các bạn xác chắc contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy the contract nhanh ở đây này cho tiện. Nhấp OK và quay sang ví MetaMask của Virtual Wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví, ký hiệu V, DOG, VKF DOG, số tập vân 8. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website canal vào đó, chấm nét vừa nãy mở. Tìm thêm bước 2, sẽ cập vào link website chính và nhận token, cái này chút gọn đây nhé. Ở đây, một login ấy là họ website họ đèn là một VKF Dogecoin nó sẽ tương đương với một Dogecoin. Giá bây giờ một Dogecoin rồi nó là 0,3 đô. Các bạn cứ claim biết đâu được mai sau có cơ hội để ít nhiều lần tài khoản nhé. Nếu mà có điều kiện thì cố gắng mà mua. Các bạn mua thì các bạn nhấp vào phần này. Còn các bạn claim các bạn nhấp vào phần này nhé. Rồi, mua thì min thấp nhất là 0,05 BLB. Rồi, các bạn claim các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Tiếp quá rồi đó. Rồi, yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Phí gas của nó là 0,000553 BLB. Các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website của claimadrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất, được cập nhật trên web hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch ban nhận, bạn có thể vào đây để đăng ký được ủng hộ kênh và hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản, nhiều sàn giao dịch khác nổi tiếng, các bạn có thể đăng ký luôn nhé. Các bạn lưu ý các cột bên cánh tay phải của website claimadrop là những cái dự án sắp kết thúc. Nếu bạn chưa tham gia dự án nào, bạn cố gắng tham gia vì nó chỉ mất một khoản phí thôi, biết đâu được mai sau có hữu ích nhiều lần tài khoản về sau, nó là rất có thể nhá. Rồi các bạn claim thì các bạn nhấp vào đây, copy contract hoặc quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt của các bạn và thêm và nhận token, thì các bạn nhấp vào đây và mở ra website chính để nhận token thôi nhá. Anh nhớ này nó sẽ kết thúc vào một ngày nữa đây. Đấy, thì được xếp ở bên trên, còn những cái dự án lâu thì nó sẽ lâu hết hạn, nó sẽ phải để ở phần dưới là phần này nhá. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 10.000 đồng token VKF DOG. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.